Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhá. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá, 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện, thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào cho em là xong nhá. Đó, đây, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Nên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá. 40k cho một con cưa lách như này nhá. Hàng made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa inox này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, made in Japan các nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó. Hàng made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá. Kéo tỉa răm inox giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ, còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 kéo và 2 cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá. 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là 2 kéo 2 cưa luôn các bác nhá. 2 kéo 2 cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox này. Kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đó, 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này. 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá. Bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhé. 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 thì ship nữa là 190 các bác nhé. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật, made in Japan đây. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi, con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc. Hàng made in Japan đây, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Made in Japan này các bác này, chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000.
Ba lên mã giúp cho em đó là kéo lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một con kéo cành đúc nhá. Giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đó. Đây rồi em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhé. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây một vòi. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây một vòi một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. À, cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhé. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt, thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2, đấy, dài từ 1m2 nhé. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 thôi nhé. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng, thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này. Hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy. Thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Các bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có hai đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k, 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá. Tăm nước, cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích. Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy, các bác bấm này nó chạy. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc cho bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng, nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó. Nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ
thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Winling của Đức, Inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa bạn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một SIM các bác nhá. Đấy, điện thoại một SIM. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá, 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một SIM, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một SIM, giá sẽ là điện thoại một SIM nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy, các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này, vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và ship code toàn quốc dưới 200.000. Vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship đấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là 1 tháng 1 viên là ok. Đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng 1 năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái túi xả thả bồn cầu như này, lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ, một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt. Các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Cái nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là bỏ ra những quyển sách. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá, và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các cái loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao, thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn các bác này. Đấy, rất sắc luôn các bác nhá. Rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu.
đấy, không chặt được đồ gì đâu đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này, nó rất là bén luôn đấy. Và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá, đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này đấy. Lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá, bộ dao đen này. Lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy. Các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy. Phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm. Và tổng thể chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân, dao 1kg. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230k nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy thì các bác mua về để mình cạo râu, vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm được bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu, vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo một 30 lưỡi, một bàn cạo một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60k. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000. Hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái bộ màu vịt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu, nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây. Lên cho em là đũa cô gái nhá, đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Hàng đũa cô gái Nhật nhá, giá sẽ là 50k. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Đấy, thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một
một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên trang là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Quay lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đưa vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu, bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen, các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. 50.000 cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện và sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dây tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dái tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dái tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình. Đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào, nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho là hít cửa, giá sẽ là 15k nhá. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Các lên cho là hít cửa này. Đó, hít cửa, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho là kéo tỉa. Kéo tỉa inox nhá. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon các bác. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan, giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hai bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa này. Nắp của nó là nắp nhựa, khay nào nắp đấy các bác, khay nào nắp đấy, rất là tiện luôn. Đó, đây hàng thì cũng tương đối là khôn sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhé, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó, khay nào thì nắp đấy luôn, nắp của nó là nắp bằng nhựa như này, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó, khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá. 50k đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng.
Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt như này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái ren này cho em xong rồi. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc. Thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm dán này ra. Đấy, cắt đôi tấm dán này ra cho em, sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá, thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cái kệ góc này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc dán như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi, sau đó thì mình treo vào cho em nhá. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó. Các bác có thể để rất là nhiều đồ đoàn được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào nó chịu được tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ đoàn rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok. Đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bác. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm bạc này. Kìm bạc đầu bằng, đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 một con kìm bạc đầu bằng như này, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây, dài 220mm, 2 tức là 22 cm, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này. Đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây, bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt lên cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k. 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá. Cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này. Đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá. Hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho cái cà lê 8 đầu bạc như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 thì cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn, và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này. Một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam, màu xanh. Thế nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy. Giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh nhá. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ làm con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125.000. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh. Giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay này, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000 một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá, 30 cái này bằng 110.000 nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40.000 nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhé. Bên em bán thì 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh YouTube nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy, đây các bác này. Rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá. Đồng hồ của thương hiệu Rolex này, mặt vàng này, kim trôi này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp, có cả ấy luôn các bác nhá. Có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây. Đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại 4 sim như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, về nhà các bác lắp sim vào đây cho em. Có 4 khay sim cho các bác luôn nhá. Có 4 khay sim luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy, có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi rọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 sim. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn và lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp sim xong thì khi các bác lắp sim xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp sim xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận sim nhá. Lắp sim vào thì các bác tắt nguồn đi, sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận sim là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành.
và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp em là điện thoại 4 sim. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá, kèm một cáp sạc một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc một ốp và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy. Lên mã giúp em đó là điện thoại 4 sim nhá, điện thoại 4 sim. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là 450k và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá, 3 đôi cả rổ cả chậu luôn. Đấy. To nhất này thì đường kính của nó là 35cm, 35cm cả rổ cả chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy. Nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ cả chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3. Đó, to nhất là 35 và nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây. Các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy, có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy, và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá. Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các bác nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixi của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải. Dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa hàng của Đức này. Inox 304 cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong độ sâu vừa phải để các bác dùng ăn cháo, ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 thìa Đức nhá, 5 thìa Đức, hộp 5 thìa Đức giá sẽ là hộp 5 thìa Đức giá sẽ là 60k nhá. Đấy, hộp 5 thìa Đức này. Hộp 5 thìa Đức nhá. 5 thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho 5 cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho 5 cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa cũng được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa đằng sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện. Các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật, đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500V nhá, 300 đến 500V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt, các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy. Các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn rồi các cái loại máy móc
đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k. Và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Quá lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh. 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin nữa, mà con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn. Thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó, thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây, rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong rồi, đây nó có cái lẫy này, sập vào cho em xong. Chung dài luôn các bác. Chung dài luôn. Đấy. Con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy, các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chưa? Đó, đảo qua chiều này. Đấy, để mình hút này. Hút rất là mạnh luôn con. Đấy. Hút pin nhá, các bác nhá. Đó, thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái xịt xoang nhá. Đấy, xịt xoang mũi. Qua lên cho em là xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000. Đấy, bây giờ bắt đầu vào cái mùa đông rồi, mùa đông nó lạnh thì các bác thường hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu, thì các bác dùng con này cho em nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45.000 cho một cái hộp xịt xoang mũi như này. Đấy. Lên cho em là xịt xoang mũi giá sẽ là 45.000 nhá, 45.000. Đó. Thì các bác chỉ cần là xịt trực tiếp này vào cái khoang mũi cho em này. Đấy. Nó sẽ là của cái dạng xương mịn như này, xịt vào thì rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị chảy nước mũi này, viêm mũi rồi đau mũi dị ứng rồi kích ứng mũi các kiểu con là điều luôn, đều trị được hết các bác nhá. Rất tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần xịt này cho em là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 thôi. Bác nào bị viêm mũi, xoang mũi, đau mũi dị ứng, kích ứng mũi rồi bị dị ứng mũi do thời tiết, chảy nước mũi đều bôi được hết nhá, xịt được hết nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45k cho một típ như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc, hàng của thương hiệu Philips. Hàng thương hiệu Philips này, công suất của nó sẽ là 3.000W này. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên mã giúp cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy, mùa đông mùa lạnh như này các bác nên tắm xong thì mình nên sấy khô cho nó an toàn, tránh cái việc là nước lạnh nó ngấm vào đầu. Đây, dây dài khoảng trên 1m nhá. Hàng thương hiệu Philips. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ là tuyệt vời, nóng nhanh và rất là an toàn, và con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Dùng cực kỳ là tốt luôn. Và cái giá này chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Có hai chế độ nhá, một chế độ gió và một chế độ là sấy nóng nhá. Lên cho em là sấy tóc Philips giá sẽ là 130k, sử dụng điện 220V nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là đèn hoa nhá. Đấy, nó sẽ là một đôi đèn hoa như này. Một đôi đèn hoa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, bên em bán theo đôi. Đấy. Các bác lên cho em là đôi đèn hoa nhá. Đôi đèn hoa đây. Đấy. Con này thì nó sử dụng cái pin con thỏ nhỏ. Về nhà các bác mua cái pin con thỏ nhỏ, các bác lắp ở đây cho em là bật là nó sẽ lên thôi. Có công tắc ở đây, bật là nó sẽ lên. Nó rất là tiện và các bác có thể để trên bàn thờ. Nếu mà các bác mua một đôi pin con thỏ nhỏ mà mình dùng ít thì có thể là dùng cả năm mới phải thay pin. Vâng nhá. Thì nó còn rất là tiện. Và cái giá thì rất là hợp lý thôi. Không còn viên pin nào. Thế chị lại bỏ cho anh đôi xem. Đấy, thì các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đó. Loại nhỏ, hai viên. Các bác chỉ cần lắp cho em đôi viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy. Đây, khi các bác lắp cái pin con thỏ nhỏ và nó sẽ như này các bác này. Con này thì nó là màu màu đỏ hồng rất là đẹp luôn, và nó luôn luôn có cái chế độ nhấp nháy, nó giả 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 cái
đèn dầu các bạn. Đấy, nhấp nháy giải đèn dầu này, rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu này nhỉ? Hả? 70.000 nhá, 70.000 cho một đôi. Đấy, bên em bán theo đôi. Đó, 70.000 một đôi. Đó, và cái này thì giá này là không kèm pin đâu nhá. Giá này là không kèm pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin của mình các bác lắp vào cho em. Đó. 70.000 một đôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa. Giá sẽ là 70.000, các bác để trên ban thờ này, ban thần tài, hoặc là các bác để khi các bác ra ngoài nghĩa trang hoặc là ngày lễ ngày Tết, rất là đẹp và sang trọng các bác nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Lên cho em là đôi đèn hoa nhá, đôi đèn hoa này. Đôi đèn hoa giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k trong đôi đèn hoa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Ở đây nó sẽ là một con đèn như này. Đó. Đèn đeo đầu wifi. Con này thì rất là tiện để các bác khi mà mình sử dụng thôi. Có kèm cho các bác một cái con cáp sạc luôn. Đó. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, con này thì em cũng giới thiệu rất là nhiều video rồi. Có báo pin nhá và có mắt cảm biến nhá. Đấy, có thể ngửa lên ngửa xuống này. Xoay lấy pha các bác này, rất là tiện luôn. Đó, đây. Gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Hàng thì của Đức và xuất sang Nhật nhá. Đấy. Made in Germany các bác này. Đó. Hàng của Đức và xuất cho Nhật. Giá thì rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con đèn wifi cảm ứng như này nhá. Đấy. Lên thêm là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đèn wifi 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhá. Con này thì nó sẽ là một con tô vít như này. Giá thì sẽ là 80.000 cho một con tô vít như này nhá. Đấy. Ở đây thì các bác có thể lắp pin vào đây cho em, lắp quả pin vào để nó bật đèn lên được nhá. Đấy, lắp pin con thỏ nhỏ vào đây cho em này. Đấy, là các bác có thể bật đèn lên là cái tính năng đầu tiên này. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu tô vít như này. Đấy, các cái đầu tô vít như này. Các bác chỉ cần mở ra là mình sử dụng được luôn, rất là tiện. Đấy, có dẹt có tròn nhá. Đấy, có dẹt có tròn đầy đủ cho các bác luôn. Mình dùng mình xoáy nó rất là tiện, không cần phải đi lấy nhiều tô vít. Các bác dùng làm thợ làm nghề sửa chữa nó rất là sướng luôn. Đó, đầu to đầu nhỏ có hết nhá. Đấy, từ tô vít rồi có cả một cái con tô vít nhỏ này nữa này. Đấy, tô vít nhỏ này nữa các bác nhá. Đó, con tô vít nhỏ như này để các bác dùng nó rất là tiện luôn. Nói chung là con này thì siêu tiện ích rồi. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k cho một con tô vít như này. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80.000 nhá. Tô vít vạn năng giá sẽ là 80k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Đấy. Đây nó sẽ là một con vòng trầm hàng của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể đeo cổ đeo tay đều được nhá. Đeo cổ đeo tay đều được. Chất liệu của nó là trầm gỗ tự nhiên. Đấy, thơm mùi trầm gỗ tự nhiên nhá. Hàng nội địa của Nhật nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Hàng được trong một hộp rất chất lượng xịn sò như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng làm quà, rất chất lượng cho bác luôn. Giá thì cực sốc nhá. Chỉ có 50k thôi. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ. Vòng trầm gỗ này. Giá sẽ là 50k cho một con vòng trầm gỗ như này, 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm có còi hú. Ở đây thì nó sẽ là một cái khóa như này. Đấy, một cái khóa như này các bác này. Con này thì rất đơn giản thôi. Khi lưu ý các bác khi sử dụng hoặc là khi các bác nhận hàng, các bác muốn kiểm tra hàng nhá, thì các bác sẽ kiểm tra như này cho em này. Bình thường nó sẽ là một con khóa bình thường như này. Và khi nào các bác đảo chiều thì nó mới kêu nhá. Đảo chiều nó mới kêu. Đấy, đây. Đấy. Đấy, nó hú rất là to luôn. Còn các bác đảo chiều lại thì nó lại bình thường. Đấy, đây là một cái chiều đóng mở bình thường nhá. Còn các bác muốn cho nó kêu thì các bác phải lắp cái chiều hú này này. Đấy, lắp cái chiều hú này. Đấy, là nó sẽ kêu các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Thì con này cái chức năng chống trộm của nó rất là tốt. Thì khi mà các bác lắp vào cửa nhà mình có việc hoặc ban đêm các bác đi ngủ, các bác cứ lắp cái này vào chưa. Đó, là khi mà chạm vào là có tiếng động, trộm nó chạm vào là có tiếng động là nó sẽ bỏ chạy, thì tài sản của các bác nó sẽ được bảo vệ cực kỳ an toàn luôn. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một cái ổ khóa chống trộm như này.
giá chỉ có 80.000 thôi, bằng một cái ổ khóa thường thôi, khóa chống trộm, giá sẽ là 80k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái bảng tô nha. Bảng tô thì đây nó sẽ là một cái dòng bảng dành riêng cho các em học sinh, có kèm cho các bác một cái cây bút như này các bác này. Đấy, xóa đi này, thì ở đây có cái nút mở khóa, các bác mở khóa này ra cho em này, mở khóa đằng sau này mở ra này, xóa đi này đó. Đây viết này, lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k, 50k cho một con bảng tô như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, để cho các em nó thỏa sức sáng tạo tô vẽ này. Đấy. Các bác lên cho em là có là shop Phạm Huấn nhá, shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi này. Đó, là xong, xóa đi, rất ok luôn. Có kèm một cây bút như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho một con bảng tô này thôi nhá. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái con massage 3D nhá, massage 3D. Đó. Lên cho em là massage 3D này. Con này thì nó sẽ là dùng bằng tay thôi, dùng bằng tay. Đây các bác dùng này để mình massage này. Đấy. Cổ, vai, gáy rồi nói chung là tất cả các vị trí đều được. Đây. Đấy các bác có thể dùng massage cổ, vai, gáy, ngực rồi đùi rồi nói chung là bắp tay, bắp chân đều được nhá. Đấy, giúp cho các bác ngăn cái việc là da bị khô chảy xệ, cũng như là dùng nó rất là tiện ích, đặc biệt là chị em phụ nữ này. Đây, cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, đấy, ngực đều được hết nhá. Massage 3D giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi, 50.000 con massage 3D như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn mang sông nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Con này thì lô này đợt này về nó sẽ là màu đỏ này các bác nhé, màu đỏ rất là đẹp luôn, một cái màu đỏ rất là đẹp các bác này. Bật công tắc lên cho em này và tăng giảm chiết áp ở đây, đó, tăng giảm độ sáng ở đây nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, made in Japan các bác này, đó, bật lên rất là sáng luôn, có thể điều chỉnh sáng tối. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa và một cái loại nhựa rất là đẹp, cao cấp, đó. Mất điện thì các bác có thể dùng ăn cơm, ăn nước hoặc để co trang trí phòng ngủ, phòng ngủ khách sạn, nhà hàng đều được hết nhá. Đề co trang trí rất là đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Chỉ có cho các bác là 120.000 đèn mang sông. Đèn mang sông. Giá sẽ là 120k cho một con đèn mang sông như này, 120.000 các bác nhá. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Atomat nhá, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Atomat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá, Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng, cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA. Hàng nội địa của Nhật toàn bộ 100% thứ Nhật hết, của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là Adcock 30A nhá, Adcock 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là Adcock này, đó. Adcock 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, Adcock 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A các bác này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây. Đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng AT 40A các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là AT 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhé. Đấy, AT40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ. Nó cũng rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây,
made in Japan các bác này, đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80 đến 90%, đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con Atti này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi, chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên xem là Atti đại 40A nhá. Đó, Atti đại này. Atti đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái Atti đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Atti đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ hoặc là các bác dùng một điện lưới một máy phát thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là Atti đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là Atti đảo chiều 63A này. Đấy, Atti đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là Atti đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng đúng không nhá, con hạc đồng. Đó thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của bằng của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10 cm nhá, chiều cao khoảng 10 cm thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy. Cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này. Các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó. Mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn, giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá, lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nhá, 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó, tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó, có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn. Thì các bác lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp
Đây, em đang đi trực tiếp đây các bạn này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đây, có hai màu, màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi, còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục cập nhật các mẫu hàng, liên tục lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chào các bác nhá, nay thì bên em có hai mẫu hàng thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Con quạt cổ này em đang bán là 100.000. Đấy. Thì đợt này thanh lý nốt cho các bác giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. 30.000 thôi. Thanh lý cho các bác cái giá tốt một tí. Đấy, để các bác nào nhanh thì mua được hàng các bác nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác sạc pin và là sử dụng bình thường thôi. Đấy, nó đang bị dạng như là hết pin đấy các bác. Về nhà các bác sạc pin vào cho em. Nó có kèm cho các bác một cáp sạc. Con này thì các bác mua về để sang mùa hè các bác dùng. Lên mã giúp em đó là quạt cổ nhá. Em còn một chiếc nữa bán thanh lý nốt cho bác. Đấy, đang bán là 90.000 đấy. Thanh lý cho bác giá chỉ còn 30k trong cái quạt cổ như này này. Tiếp theo thì em còn cái quạt phun xương nhá. Đây nó sẽ là một cái quạt phun xương như này. Về nhà các bác đổ nước vào đây cho em. Đổ nước vào đây là cái hơi ẩm nó sẽ chảy xuống đây. Và con này thì về các bác cắm cái chân sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, em cũng còn một con nữa. Con này đang bán là 100.000. Đấy, 100.000. 150, 150, 160 đấy. Đấy, đặt này thanh lý nốt cho bác giá chỉ còn là 60.000 thôi. 60.000 cho một con các bác lên cho em là quạt hút ẩm nhá. Quạt hút ẩm. Đấy, quạt hút ẩm và quạt phun xương được. Em chỉ còn có một cái thôi, thanh lý nốt cho bác giá là 60k. Đó. Đây là hai cái mã thanh lý bên em. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá, xịt chuột. Con này thì nó chuyên để nó là dòng thuốc sinh học của Nhật cực kỳ an toàn luôn, made in Japan này. Đó. Chuyên để các bác xịt chuột. Đấy, xịt chuột con này thì chuyên đuổi chuột cực kỳ là tốt luôn. Đó. Lên cho em là xịt đuổi chuột vĩnh viễn nhá, xịt đuổi chuột vĩnh viễn. Đó, con này thì sản phẩm của nó bán thì là số 1 của Nhật Bản rồi. Đó. Đây, bên Nhật thì nó chuyên dùng trong các thành phố lớn này, nhiều các loại chuột to này, đấy. Chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé đều là diệt được hết các bác nhá. Đấy. Các bác cứ xịt vào các cái khu vực nào mà chuột nó hay đi lại hay trú ẩn là nó sẽ bỏ đi hết luôn các bác nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật này, made in Japan con này. Đấy. Giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai xịt con này thì các bác lên cho em là xịt kiến dán nhá. Đấy, xịt kiến dán, xịt muỗi. Muỗi là chủ yếu nhá. Con này thì chủ yếu vẫn là muỗi. Ngoài ra thì nó sẽ xịt được cả kiến cả dán luôn, nhưng mà chủ chốt thì vẫn là muỗi nhá. Đấy, muỗi kiến dán. Thì các bác lên cho em là chai xịt muỗi nhá, lên cho em là xịt muỗi. Con này nó cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đó. Lên cho em là xịt muỗi. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, 40.000 cho một chai. Con này thì các bác có thể xịt muỗi này, kiến này, dán này đều được hết, nhưng mà chủ chốt của nó vẫn là muỗi đây. Đó, thì các bác cứ xịt là muỗi nó sẽ chết luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái lục giác nhá. Đấy.
bộ lục giác nhé, các bác lên cho em là bộ lục giác 7 màu, giá thì có 90.000 thôi, hàng của Nhật đây, made in Japan này các bác này, đó made in Japan, hàng của thương hiệu Tajima nhé, Tajima made in Japan như này, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, đó về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, đó là lục giác bi 7 màu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây tất cả nhé, đấy 9 cây tất cả, các bác có thể dùng hai đầu này đều được nhé, đấy dùng đầu bi này cũng được mà dùng cái đầu vuông này cũng được, đó hai đầu lục giác bi 7 màu như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một 90.000 cho một cái bộ lục giác bi 7 màu như này thôi. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt rồi. Lên mã giúp cho em là lục giác 7 màu nhá. Lục giác 7 màu giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hoa thị nhá. Đấy. Con hoa thị này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 60.000 nhá, 60.000 cho cái bộ hoa thị như này các bác nhá. Đấy. Bộ này thì nó sẽ là vít hoa thị như này các bác này. Đấy, các cái đầu hoa thị như này, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và các bác chỉ về việc sử dụng thôi. 2 4 6 8 cũng 9 cây luôn nhá. Cũng 9 cây hoa thị như này. Đấy, cái này thì chuyên dùng cho vít hoa thị nhá, vít hoa thị. Giá sẽ là 60.000 nhá, 60.000. Đó. Hàng cũng là hàng nội địa của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60k cho một cái bộ vít hoa thị như này. Các bác lên cho là vít hoa thị nhá. Vít hoa thị này. Hoa thị giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít hoa thị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết. Đây là một cái bộ rất là nhiều chi tiết. Nó có tới 10 đầu khẩu như này, một tay công và một tay nối dài. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá, 10 đầu khẩu từ 8 đến 24. Các bác có thể dùng trực tiếp đi em này, dùng trực tiếp này. Đấy, trực tiếp thì mình chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn nhá, có xoáy nhanh, có đảo chiều này. Hoặc các bác có thể dùng qua cái con nối dài này cho em này. Đấy. Qua con nối dài này cũng ok. Đó. Dùng qua con nối dài này cũng rất là ok luôn nhá. Đó đây. Đấy thì các bác có thể dùng qua con nối dài này cũng được. Đấy ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 24 nhá. Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều, dùng này nó rất là thích. Bây giờ các bác ra ngoài mua một cái con công lẻ như này thôi. Mua một con công lẻ như này cũng phải mất đi tầm khoảng là 100.000 rồi, 100 đến 120.000. Đấy mà không được hàng xịn, hàng chất lượng như này đâu. Thế mà đây combo cho bác một bộ như này bao gồm là 10 đầu khẩu luôn từ 8 đến 24 này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nhá, thép CRV cực kỳ đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, rất chất lượng, hàng cao cấp của Nhật nhá. Lên cho em là khẩu 12 nhá, khẩu 12. Giá thì chỉ có cho các bác là khẩu 12 này, khẩu 12, 160k thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. Rất là hạt rẻ nhá, 160.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đấy, mùa bắt đầu sang mùa đông này thì các bác hay bị đau xương khớp, đau mỏi vai, gáy, đau cốt, đau sống cột sống này thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đây, chuyên trị đau cột sống này, bắp cổ vai, gáy rồi bắp tay bắp chân này. Đấy, ở đây nó sẽ có một con lăn như này. Các bác massage, các bác làm này cho em, sau đó thì mình bôi cái dầu nóng Hàn Quốc này vào. Đấy. Rất là nóng luôn nhá, rất là nóng luôn. Đó. Thì khi các bác bôi vào nha, sẽ giúp làm nóng cơ thể nha, làm nóng các cái phần cơ bắp của mình. Đó, đây, các bác bôi vào cho em. Bôi vào sau đó thì các bác massage đều nhá. Nó sẽ giúp làm nóng rất là tốt luôn nhá. Đấy, làm nóng rất là tốt luôn. Đấy. Đây, tất hộp em đang đi này, rất đẹp luôn các bác nhá. Vừa vặn rất đẹp luôn. Ôm chân này, co giãn 4 chiều này. Đấy. Thì các bác lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Đấy. Một lọ này thì giá chỉ có 40.000 thôi, 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Dùng rất là tiện, để các bác dùng để mình massage, đấy, giúp chống đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh. Đấy, đây các bác này, đấy, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, hàng của Hàn Quốc này, đó, đầy đủ nhá, đầy đủ thông tin, mã tem, mã vạch, các thứ đàng hoàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một hộp như này nhá, 40.000 thôi. Hộp này của nó sẽ là 100ml các bác nhá. Đó. Để em xem, đúng không? 100ml các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
bọc cỗ nhá, cuối năm rồi, tiết nhất rồi, các bác hay tổ chức ăn uống này, cỗ bàn thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, hoặc nhà nào có đình đám, có đám cưới hoặc đám giỗ, các thứ các bác dùng cái này cũng rất là ok. Một bịch này của nó từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Và nó sẽ là chiều rộng của nó, nó sẽ có một cái dây chun như này và nó sẽ co giãn nhá, chiều rộng của nó và khoảng từ 25 đến 30 cm. Thoải mái, đĩa to, đĩa nhỏ, đĩa lớn, đĩa bia, đĩa nhẹ, đĩa con đều vừa hết nhá. Đĩa bát tô đều vừa hết, các bác chỉ cần chụp vào cho em là xong. Đấy. Rất là sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Hàng túi rút như này nhá. Các bác chỉ cần là kéo vào như này cho em là xong. Mình có thể là treo lên hoặc là để trong tủ bếp rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là bọc cỗ nhá, bọc cỗ. Giá thì sẽ là bọc cỗ này, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? 20.000 nhá. 20k cho một bịch bọc cỗ như này. Đấy, các bác lên cho em là bọc cỗ. Giá của nó sẽ là 20.000. Rất là tiện để cho các bác có sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái thùng đựng gạo. Con này thì nó sẽ là đựng được 10 cân. Hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật đây. Đấy, đầy đủ thông tin đồng hàng, công ty nhựa Việt Nhật này. Đấy. Dung tích của nó sẽ là số lượng là một cái này. Đấy, thùng 36 cm nhá, 36 x 20 x với lại 37 này. Đấy. Đây là thông số kỹ thuật đằng hàng nhựa. Hàng cực kỳ cao cấp các bác luôn. Đấy. Một con thùng đựng gạo rất chất lượng như này. Đấy, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Về nhà các bác chỉ việc là mở ra là mình dùng thôi, nó rất là tiện. Dòng này thì nó sẽ có sẵn cho các bác lắp đặt hết rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đây, rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, một con thùng đựng gạo cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ đựng được một yến gạo nhá. Đây, mở nắp ra này. Đấy, và con này thì các bác cho gạo vào, các bác chỉ cần nhấp này thôi. Nhấp này là nó sẽ gạo nó sẽ chảy xuống này. Đấy, gạo chảy xuống đây qua cái lỗ này các bác nhá. Đó. Và gạo nó sẽ chảy xuống cái ô này. Cái ô này thì các bác vừa dùng để đong gạo này, vừa dùng để vo gạo được luôn. Đây, nó có cái phần lưới như này. Khi các bác vo xong thì các bác rót thì cái gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nước nó chảy ra nhá. Đấy. Ô này thì vừa để đựng gạo này, vừa để vo gạo luôn. Đấy, rất là tiện nhá. Và ưu điểm của cái thùng đựng gạo này là nó là được 10 cân gạo cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Các bác cứ ít một mình đổ vào, đến đâu mình đổ đến đấy nhá. Và ưu điểm của nó là nó lấy gạo từ dưới đáy. Cho nên là khi các bác sử dụng thì những cái gạo cũ mình chỉ cần đổ trong cái chốc thôi là bao giờ nó cũng chảy hết cái gạo mới trước. Đấy. Hàng thì nắp đậy cái thứ rất là cứng cáp dày dặn luôn. Đấy. Rất cứng cáp dày dặn như này thì khi các bác sử dụng rất là ok này. Đấy. 2468 tổng là được 10 cân gạo nhá. 10 cân gạo. Rất dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo nhá. Thùng đựng gạo. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là thùng gạo nhá. Đó, thùng gạo giá sẽ là 180k, 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt ống nước 42 nhá. Còn con 63 nào không? Đấy, kéo cắt ống nước 42 nhé. Con này thì nó sẽ cắt được từ ống 42 trở về. Đó, cho nên là nó lên tên luôn là kéo ống 42. Đấy, các bác chỉ cần là về là mình sập này cho nó xong. Đấy, khi mở ra thì mình giật ra, còn khi cắt thì mình sập vào như này các bác này. Đấy, nó sẽ là dòng sập lẫy như này. Đấy, nó sẽ đẩy lẫy như này, nó sập vào các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đó, cắt rất là ngon. Hàng của Nhật đây, Kabushi Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, Kabushi Japan này, hàng của Nhật nhá. Giá thì sẽ là 110.000 cho một con kéo cắt ống nước 42 như này. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ cắt được ống 42 trở về và nó cắt rất là bén nhá. Đấy. Thứ nhất là cắt bén này, thứ hai là khi mà nó cắt thì nó sẽ không để lại mùn nhá. Nếu các bác dùng cưa thì nó sẽ có mùn. Đấy, khi mà các bác làm thì nó sẽ rất là mất vệ sinh và nó khó gắn keo. Còn cái này thì các bác cắt đến đâu là nó ngọt đến đấy luôn, như kiểu là mình thái giò ấy, nó không có mùn ra các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 110k thôi. Lên cho em là kéo 42 nhá. Kéo ống 42. Kéo ống 42 giá sẽ là 110k nhá. 110.000 con kéo ống 42 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Tú Phong. Đấy, hàng của nó là cỡ to nhá, cỡ đại 3XL này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là một cái dòng là chất liệu vải bạt nhá. Vải bạt. Đấy, tức là nó là thuộc dạng vải và có phủ ni lông bên ngoài. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Cỡ thì là cỡ đại rồi, cỡ đại cỡ to. Thoải mái cho bác sử dụng nhá. Cỡ đại cỡ to, cả quần cả áo luôn. Đấy. Cỡ to cả quần cả áo như này. Thoải mái cho bác sử dụng. Hàng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, hàng dày dẫn chắc chắn ngon lành. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ quần áo mưa như này, cả quần cả áo cho các bác luôn, cả quần cả áo nhá. Giá sẽ là 195.000.
195.000 cho một cái bộ quần áo mưa như này. Đấy, cả quần cả áo cho bác luôn. Đấy, khi các bác mặc vào thì rất là vừa vặn và đẹp. Đấy, và bền chắc chắn. Đặc biệt là mùa đông như này thì các bác mặc rất là ấm luôn. Đây. Đấy, khi bác mặc vào nó sẽ lên bộ lên form như này các bác này. Hàng thì của Việt Nam nhá, chất lượng cao này. Đấy, VIP này các bác nhá. Đấy, VIP 1 luôn. Sản phẩm thương hiệu người tiêu dùng bình chọn các bác này. Đấy, người tiêu dùng bình chọn này. Rất chất lượng nha, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp em đó là bộ quần áo mưa nhá. Bộ quần áo mưa. Giá sẽ là một bộ quần áo mưa như này sẽ là 195.000 nhá. 195.000 cho bộ quần áo mưa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, gọi là miếng dán thải độc chân. Thì cái này bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, 50 miếng dán và 50 gói thuốc như này. Về nhà các bác dán lên cái gan và chân của mình ấy, nó giúp cho các bác là thải độc chân, rồi các cái độc tố ở chân nó sẽ được đào thải ra rất là tốt luôn, đặc biệt là mùa đông như này. Chân các bác hay bị lạnh chân này, rồi là bị tê thấp này, các bác dán cái này cho em rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có 40.000 bằng một bát phở Hà Nội thôi nhá. 40.000 bằng bát phở Hà Nội thôi. Đấy, mà các bác dùng được là tới là 25 lần cho hai chân và 50 lần trong một chân. Đó, thì các bác chất liệu của nó thì là từ ngải cứu này và rất là nhiều các loại thuốc nam của Nhật rất là tốt luôn. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40.000 cho một hộp như này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nha các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng đèn rất là hay. Vừa là các bác làm đèn ngủ, vừa là chức năng đuổi muỗi luôn. Vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào sau đó thì ở đây nó sẽ có công tắc và có hai chế độ, một chế độ đèn ngủ và chế độ đuổi muỗi, các bác bật lên cho em. Đó, và con này thì cảm biến nhá. Ban đêm thì đèn ngủ nó sẽ tự sáng cho nên nó rất là tiện. Và giá thì chỉ có 45.000 thôi, 45.000. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa là đèn đuổi muỗi luôn. Đấy, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi thế này. Đấy, nó sẽ phát ra cái sóng từ để đuổi muỗi đi các bác nhá. Kết hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Đó, rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ còn cho các bác là 45.000 thôi. Tiếp theo bên shop về cho bác cái cây gấp nóng nhá. Đấy, cây gấp nóng như này. Thì cái này dùng các bác để dùng để gấp đồ ăn nóng hoặc là mình lật đồ ăn chiên rán đều ok hết nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là cây gấp nóng này. Đấy, lên cho em là gấp nóng. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đấy, khá là dài và tiện ích, dài khoảng là 25 27 30 cm nhá. Đấy, các bác dùng để gấp lật đồ ăn rất là ngon luôn. Lên cho em là cây gấp nóng nhá. Đấy, cây gấp nóng. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái cây gấp nóng như này. 30.000 cho một cái cây gấp nóng như này nhá. Đấy, lên cho em là cây gấp nóng, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. Bàn chải Hàn Quốc như này thì bên shop về thì nó sẽ là dạng hộp như này. Đấy, hàng thương hiệu của Hàn Quốc, than tre hoạt tính luôn, giúp các bác sử dụng rất là ok. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, 20.000 4 chiếc và 10 chiếc thì giá sẽ là. Đấy, bên shop bán theo combo nhá, 20.000 4 cái. Đấy, 20.000 cho 4 cái như này con này. Đấy. Còn các bác mua là từ 10 cái thì sẽ là 40.000. 10 cái sẽ là 40.000 và mua một bịch như này 30 cái thì sẽ là 110.000. Đấy, hàng của Korea, của Hàn Quốc đây. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Mã tem mã vạch đàng hoàng, đang bán trong cái hệ thống siêu thị là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà hôm nay thì bên shop nhập được số lượng và bán thanh lý cho các bác cái bàn chải Hàn Quốc này, giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 20.000 cho 4 cái thôi. Đấy, bên shop sẽ bán theo combo nhá, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 20.000 bằng 4 cái này. Đó, 40.000 thì sẽ là bằng 10 cái này. Đấy, và 110.000 thì sẽ là bằng 30 cái một hộp như này nhá. Đấy, 30 cái. Đó, rất là ok. Giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giấy lau giày nhá. Đấy, lô trước thì nó về màu đen hết rồi. Đợt này nó lại về cho các bác cái lô màu trắng như này. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dòng giấy ướt có
sẵn xà bông và các cái tẩy rửa bằng tự nhiên rồi nhá. Đấy, các cái tẩy rửa bằng tự nhiên rất là tốt luôn. Đấy, và có sẵn xà bông như này. Các bác về các bác chỉ cần là lau cho em là xong nhá. Đấy, lau cho em. Đấy, có sẵn xà bông như này. Về nhà ví dụ giày dép các bác đang bị bẩn này, đấy các bác chỉ cần lau này thôi. Lau đi này, sau đó thì các bác lấy rẻ các bác lau khô đi cho em là xong. Đấy, giúp tẩy rửa sáng bóng rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đôi dép của các bác lại trở nên sáng bóng luôn. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 à 20.000 một bịch như này nhá. 20k một bịch như này. Đó, 20k một bịch như này. Đấy, mua từ 5 bịch thì giá 3 bịch sẽ là 50.000 đây. Đấy các bác thấy không? Đấy. Cái mực em viết mà em tẩy nó còn sạch đây này các bạn này. Đấy, các bác cứ lau là nó sẽ sạch nhá. Mình cứ lau dần là nó sẽ sạch này các bạn này. Đấy, tẩy sạch luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ lau kỹ là nó sẽ sạch luôn, rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 trong bịch này thôi. Đấy, mua 3 bịch thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con khăn mặt của Hàn Quốc nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Một bịch này của nó 10 cái sẽ là 60k, 60k nhá. Còn mua lẻ thì nó sẽ là 20.000 là trên 20k là bằng 3 cái nhá. Đấy, bằng 3 cái. Đấy, 20.000 bằng 3 cái cho các bác luôn. Bịch sẽ là 60.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn xoay các bác nhá. Đấy, đèn xoay. Con này cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đấy. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em nhá. Đó, đây. Nó sẽ là một con đèn xoay rất là tiện dụng luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220V vào cho em là xong. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có sẵn đèn và có sẵn dây cắm như này rồi. Đấy, và khi các bác cắm vào là nó sẽ xoay rất là đẹp luôn. Đây, em cắm cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, rất tiện ích nhá. Cắm vào như này là xong. Đó, các bác thấy không? Đây. Nó xoay rất là đẹp luôn. Đấy, đây nó sẽ tạo hình như này các bác nhá. Tạo hình như này. Còn các bác phóng xa thì nó lại xa mà phóng gần thì nó gần. Các bác có thể chiếu lên trần nhà này hoặc là để đề co trang trí rất là đẹp luôn. Ánh sáng của nó vừa phải, không bị quá là hắt hoặc là quá là chói nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi, 60k. Lên mã giúp cho em đó là đèn xoay nhá. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn xoay như này. Đó, mẫu mới luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn xoay. Đấy, lên cho em là đèn xoay nhá. Đèn xoay giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con đèn xoay như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩy xanh nhá. Con này thì chuyên để tẩy xong nồi. Đây, nó sẽ là một cái dòng tẩy như này. Đấy, về nhà thì các bác cho nước vào nồi, sau đó thì các bác đánh đi cho em, đánh đi. Đấy, cho cái này vào, sau đó thì các bác đánh đi cho em là sẽ sạch luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp tẩy xanh như này, giá sẽ là 25.000 cho một lọ tẩy xanh như này nhá. Lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Đó, tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Con này thì chuyên để tẩy xong nồi, mâm bàn, bát đĩa rất là ok. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái tẩy xanh này luôn. Nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn hay là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm rửa chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn. Mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đây. Nó rất tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi, ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về rất nhiều mã hàng mới. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái thùng đồ nghề nhé. Đó, hàng thì lâu lắm rồi thì bên shop lại mới có hàng về các nhà. Hàng thì cực kỳ chất lượng luôn. Đây, em test cho bác xem này. Đấy, đây. Người em 70 cân các bác này. Đấy. Người em 70 cân nhá. Em đứng lên thoải mái luôn các bác này. Đấy. Đứng lên giãn dẹp thoải mái luôn nhá. Đấy, người em là 70 cân nhá. 70 cân. Đấy, đứng lên thoải mái luôn các bác thấy không? Con này thì kích thước của nó là 20 20 và 42 nhá. Đấy, rất chắc chắn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất chắc chắn luôn. Cái độ của nó rất là khít nhá. Rất là khít như này thì khi các bác sử dụng nó không bị sọc sạch nhá. Đấy, những cái phần đai ốc các thứ này của nó rất là khít kỹ càng có nhá. Và chất tôn của nó thì khá là dày luôn. Chất tôn của nó khá là dày luôn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Và hàng của nó thì nó sẽ là hàng sơn tĩnh điện nhá. Đấy, sơn tĩnh điện chống rỉ cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng của thương hiệu Suvina các bác này, Suvina.
hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất tốt nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng hai quai sách như này. Hai quai sách cực kỳ là tiện dụng luôn. Hai quai sách và siêu tiện dụng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Các bác lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Con này thì kích thước của nó sẽ là một chiều là 20 x 20, dài là 42 nhá. Đấy, chiều dài của nó là 42 này, dài là 42, còn chiều cao là 20 nhá, cao là 20 và rộng là 20 nhá, rộng 20. Giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Đó, giá của nó chỉ có cho các bác là 420k nhá, 420.000 cho một con thùng đồ nghề như này. Đấy, 420.000. Dòng này của nó thì nó sẽ có cho các bác là tổng là tổng của nó sẽ có cho các bác là một ngăn này. Đấy, một ngăn to này, và nó sẽ có một ngăn to và hai ngăn bé như này nhé, hai ngăn bé hai bên. Đấy, tổng nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn. Chiều dài này thì sẽ là 42. Đấy, chiều rộng thì sẽ là 20-20 nhá, rộng 20 và cao 20. Rất là ngon lành luôn. Đấy, quai tiếp cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, dập đột cực kỳ kỹ càng và chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái lỗ này để cho các bác móc khóa vào đây nhá. Đây, có một cái lỗ này, các bác móc cái khóa vào đây này. Đấy, móc cái khóa vào đây để mình có thể là mình khóa vào cho nó cẩn thận thôi nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 420.000 thôi. 420.000 cho một cái mã thùng đồ nghề như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên xem là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Giá sẽ là 420k nhá, 420.000. Giá đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là thùng đồ nghề nhá. Thùng đồ nghề. Đó, giá thì siêu tốt cho các bác luôn. Lên các bác con đèn đeo đầu cảm ứng nhá. Đấy, con này thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì các bác bật lên này cho em này, và cái chức năng cảm ứng này. Đấy, gạt qua nó tắt này, gạt qua nó sáng này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó sáng này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, của thương hiệu Zmoney các bác này. Đó. Đây. Made in Germany nhá. Made in Germany, hàng của Đức cho các bác luôn và rất chất lượng. Quai đeo như này các bác dùng để đeo lên đầu rất là tiện ích. Có thể tùy chỉnh như này nhá, hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đấy, có cảm biến như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem, rất là tiện ích luôn nhá. Đó, con này thì dùng rất là ngon và tuyệt vời luôn. Đó. Dùng rất ngon, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Rất ngon luôn. Đó. Đây nha, lên cho anh em cái con đèn đeo đầu Wi-Fi con này. Con này nó sẽ có cho anh em là điều chỉnh pha như này anh em này. Đấy, điều chỉnh pha và nó rất là giỏi luôn. Pha anh em có thể điều chỉnh to nhỏ tùy theo này. Đấy, có thể điều chỉnh to nhỏ như này, rất là tiện này. Và con này pha của nó cũng rất là giỏi luôn. Đây em sẽ giỏi cho anh em xem này. Đấy, con này thì pha của nó khá là giỏi luôn. Đây. Giỏi cũng rất là xa anh em nhá. Giỏi rất là xa luôn. Và cũng rất là sáng. Và con này nó sẽ có cảm biến tự động cho anh em luôn. Đó, đây ban đêm này anh em này. Đó, giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến cho anh em nhá. Đó, con này giỏi rất là sáng luôn. Và có cảm biến, anh em có thể gạt tay qua là nó tắt, gạt tay qua là nó sáng, nó rất tiện ích nhá. Đó, con này thì cũng rất là tiện ích luôn, nhỏ gọn anh em đeo đầu, rất là tiện ích, kiểu ok. Của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop bật hết lên. Nay bên shop về cho bác cái con đèn xanh các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác. Lấy bút lông. Con này giá sẽ là 260.000 nhá. Đấy, nó sẽ có quai này các bác này. Và đây nó sẽ sử dụng pin năng lượng mặt trời và cả pin sạc luôn. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Tất cả các hàng bây giờ thì nó chỉ có cáp sạc thôi các bác nhá. Đây. Đây là cái cáp sạc của nó này, cáp sạc của nó đây. Về nhà các bác cắm vào đây cho em. Đó, con này thì nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng trắng, sáng vàng và nhấp nháy cảnh báo, có tấm pin năng lượng mặt trời. Con này thì kích thước của nó vào khoảng 20 x 20. Đấy, có cái chống va đập các kiểu này và các cái mắt LED như này. Và con này các bác dùng để ăn cơm, ăn nước hoặc là dùng các công việc đều rất là tiện, tiết kiệm điện và rất là tiện ích nhá. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác lên theo là đèn xanh 260.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con đèn đeo đầu cảm ứng này. Thì em lên cho anh em cái con đèn này, nó sẽ là một con siêu sáng cho anh em luôn. Anh em thấy không? Đấy, con này thì độ sáng của nó thì khỏi bàn rồi anh em này. Đó, đây anh em thấy chưa? Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ là con pin năng lượng mặt trời và nó có báo pin anh em này, có báo pin như này. Đó, con này thì cũng có chế độ là ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này và ánh sáng trung tính này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, con này thì ví dụ như em pha lên này, để pha lên nhà anh em này. Đó, rất là sáng luôn nhá. Đó. Thì anh em có thể sử dụng để mình
chiến công trình, ăn cơm ăn nước hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Đó, rất sáng luôn. Nó sẽ có cho anh em là ánh sáng trắng này. Đấy, ánh sáng trắng này. Đó, ánh sáng trắng là sáng nhất luôn. Sáng trắng sẽ là sáng nhất như này. Đó, tiếp theo là ánh sáng vàng này. Tiếp theo là ánh sáng trung tính này. Và có cho anh em là đèn xanh đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện ích luôn anh em nhá. Đó, và rất sáng luôn. Đây anh em thấy không? Đây. Đấy, đèn này. Rõ đâu là sáng đấy luôn nhá. Kháng sáng cả một vùng trời luôn anh em thấy không? Rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn anh em nhé. Đây. Đấy, sáng trưng luôn. Anh em có thể treo lên như này. Treo lên như này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok nhá. Đó, treo này để mình ăn cơm ăn nước cũng rất là ok này. Rất sáng luôn nhá. Đấy, rọi rõ ngoài vườn luôn anh em này, bắt sâu bắt xiếc này. Đó, rất tiện ích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đó. Đây cho bác cái con đèn F1 nhá. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng F1. Đấy, con này nó cũng sử dụng năng lượng mặt trời. Đó, có ốc điều khiển nhiếc đầy đủ cho các bác luôn. Và con này cũng rất là sáng này. Đấy, nó có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu nhá. Và có cảm biến nhá. Tất cả những cái dòng đèn năng lượng này đều có cảm biến hết. Tức là ban đêm khi mà có người đi đến thì nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét. Và các bác có thể để các cái vị trí nào tùy chỉnh cho nó phù hợp các bác nhá. Đó, ở đây. Các bác cắm cái phần chân kết nối năng lượng ở đây xem này. Đây, cắm đây xem. Đó. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Đấy, đây. Nó sẽ có 3 chế độ sáng như này. Và ban ngày thì cái này nó sẽ là nó có cảm biến nhá. Đấy, khi mà che đi thì nó sẽ sáng các bác nhá. Đó, ban đêm là nó sẽ sáng. Đấy, nó rất tiện ích như vậy. Thì con này các bác lên cho em là đèn năng lượng F1, đèn năng lượng F1. Lên cho em là đèn năng lượng F1 nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì các bác lên cho em là đèn năng lượng F1 130.000. Em sẽ test thực tế cho các bác xem luôn. Thì em lên cho anh em cái con đèn đây, đấy em thấy không? Đây. Con này thì bên em ký hiệu nó là đèn F1 anh em nhá. Rất sáng luôn này. Đấy em thấy không? Đây. Đấy, pha của nó khá là rọi và sáng luôn anh em thấy không? Đây. Em rọi này, rất sáng luôn nhá. Ban đêm mà rất là sáng luôn. Đó, thì nó sẽ có cho anh em là chế độ sáng 1 này, sáng 2 này và sáng 3 này. Đấy, đây. Sáng mạnh này. Đấy, chế độ này là sáng mạnh nhất này. Rất sáng anh em nhá, sáng mạnh nhất này. Sáng vừa này và sáng 3 này. Đấy anh em thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đây. Chế độ này của nó là sáng nhất ở đây anh em nhé. Khá là sáng luôn, rất tuyệt vời để cho anh em sử dụng này. Đó, đây. Sáng chói luôn anh em nhìn vào ban đêm là rất là sáng này. Đấy, chế độ sáng 2, chế độ sáng 3 này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là sáng 1 này. Đó, đây, anh em thấy không? Đây. Rõ này. Rõ đâu là sáng đấy anh em nhé. Đi đâu là sáng đấy luôn. Đi đâu sáng đấy luôn, rất là tiện ích nhá. Đó, rất tiện ích luôn này. Sáng trưng luôn anh em thấy không? Đó, rất ok. Rồi ok anh em. Lên cho bác đó là cái con đèn năng lượng ba cánh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này. Đấy, có thể tùy chỉnh nha. Có thể tùy chỉnh xoay các hướng như này, rất là tiện ích nha. Và con này cũng rất là sáng luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Và nó cũng có 3 chế độ sáng nhá. Sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Qua lên thì là đèn năng lượng ba cánh 180.000. Đây là cái tấm pin năng lượng của nó này. Dây rất là dài luôn và các bác cắm pin vào đây, cắm pin vào con đèn này cho em. Đó, pin năng lượng ba cánh như này và có kèm với các bác là ốc yếc rồi là điều khiển yếc đầy đủ cho bác luôn, combo ốc điều khiển pin đèn như này. Đấy, con này thì giá sẽ là 180.000. Đây, rồi em sẽ test sản phẩm thực tế cho các bác xem luôn nhé. Đấy, lên cho em là đèn năng lượng ba cánh. Đây, dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét và về nhà các bác cắm vào cho em, sau đó thì mình đấu nối rồi mình điều chỉnh để cái vị trí nào cho nó phù hợp. Đây, em sẽ test trực tiếp cho bác xem luôn. Đây nha, hôm nay thì em sẽ test cho anh em xem cái con đèn này anh em nhá. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là cái con đèn đây. Đấy, con này nó sẽ là con đèn năng lượng ba cánh anh em này. Đấy, đấy anh em thấy không? Đi đâu là sáng ở đấy luôn anh em nhá. Đấy. Trời đang tối nhưng mà mình đi đâu là sáng trưng đấy anh em này. Đó, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn nhá. Giá thì rất hợp lý cho anh em rồi. Và con này của nó là dòng siêu sáng luôn. Anh em nhìn trực tiếp là sáng chói mắt luôn anh em nhá. Đây. Đấy, anh em thấy không? Đây. Rất sáng luôn anh em nhá. Đó, rất sáng luôn anh em thấy không? Đó, đây con này nó sẽ là con đèn năng lượng ba cánh này anh em này. Đó, con này thì nó sẽ có cho anh em là 3 chế độ sáng nhá. Đấy, 3 chế độ sáng cho anh em này. Đây, nó sẽ có cho anh em là sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, và sáng yếu nhá. Đấy, sáng mạnh này. Rất sáng luôn anh em thấy không? Đây. Sáng trưng luôn này, sáng vừa này, sáng yếu này. Đó, sáng mạnh nha anh em này. Đấy, đây. Chế độ sáng nhất của nó là sáng mạnh như này anh em nhá. Rồi ok. Tiếp theo thì Để xuống đi, không rơi vỡ, để xuống.
Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng theo này lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm, đó là máy sấy đũa nhé. Đấy. Giờ thì nó bắt đầu chuẩn bị vào cái mùa nồm nhá. Mùa nồm thì nó rất là bẩn thỉu và rất là bụi bẩn nhá. Thì các bác lưu ý cho em. Đó, mình dùng con này nó rất là tiện này. Đó. Nó sẽ kèm cho các bác một cái một số cái quai đeo như này. Về nhà các bác mắc vào cái đít này cho em này. Mắc vào cái đít này để mình làm quai đeo. Đeo đũa, đeo thìa này, đấy, đeo tạp dề này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cái cáp sạc sẵn dây như này rồi. Về nhà các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình và kèm cho các bác là một cái miếng dán này nữa. Một cái miếng dán này về nhà các bác đút tắt play cho em này. Đấy. Sau đó thì các bác bóc cái mặt dán này ra để mình dán nhá. Đó, nó rất là tiện. Thì các bác dán lên tường, sau đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần để chứa nước này các bác này. Đấy, có cái phần để chứa nước ở đây, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể bỏ đũa vào đây, xong đó thì bật công tắc lên là xong. Thì mình chuyên để mình sấy đũa nhá. Sấy đũa nó rất là tiện luôn. Sấy đũa, sấy thìa. Đấy, đũa thìa các bác cho vào đây mình sấy cho em nó rất là tiện. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con máy sấy đũa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây thôi. Một cái dây cắm điện và 3 ngăn để đũa và thìa. Ở phía trong máy là có một cái quạt sấy để thổi khô đũa, hệ thống đèn UV để khử khuẩn. Các bạn bấm nút phải lên. Bây giờ mình sẽ test thử máy này nha. Đầu tiên là các bạn tìm chỗ treo máy sấy, dán miếng dán và cài máy sấy lên. Bây giờ mình sẽ rửa cái đũa và cái thìa này, sau đó mình test thử nha. Đấy, rửa đi, sau đó thì các bác đưa vào máy sấy cho nó xong. Sau 1 ngăn là thìa, đũa, sau 1 ngăn. Bây giờ mình sẽ sấy và khử khuẩn nhé. Đấy, rất tiện. Thế cái kiểu để đũa như này đi, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn. Trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Ngay cái kiểu để đũa như này đi, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn. Trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn cơ. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Rất tiện nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Con này thì hàng của Việt Nam thì bên em còn có 3 cái nữa thôi, thì bên em thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k cho một con hồ lô tưới cây này nhá. Còn 3 cái nữa thanh lý nốt cho bác, giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, hàng công nghệ của Nhật Bản này, của thương hiệu Suvina này. Con này bên em đang bán là 120.000. Hàng của Nhật thì sẽ là 120.000, còn hàng của Việt Nam liên doanh thì bên em thanh toán thanh lý nốt cho bác giá là 70.000 một chiếc như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm lau chân này. Con này thì kích thước của nó sẽ là 40. Đấy, 40 nhân với 60, gọi là thảm 46 nhá. Bên em gọi là thảm 46. Cái này thì các bác dùng để mình lau chân này rồi gọi là cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là trước cửa nhà rất là tốt luôn. Đấy, ngoài cửa để các bác lau chân này, lau chùi này. Bên dưới của nó thì bằng cao su non nhá. Bên dưới là bằng cao su non. Đó, chống trơn trượt rất là tốt này. Bên trên thì nó là bằng cái lớp nỉ nhá, bằng cái lớp nỉ. Thì con này các bác dùng thì nó sẽ gọi là thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn và chống thấm ngược nhá. Nó chống thấm ngược cho nên là nó sẽ thấm vào đây và nó sẽ tự khô đi. Đấy, hàng thì rất là dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. 40-45 nhỉ? À, 45.000 các bác nhá. 45k. Đó, 45k, xin lỗi các bác. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Các bác lên cho em là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Con này thì khá là dày dặn chắc chắn và đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, hàng bằng cao su non, rất ngon lành. Bên trên là nỉ nhá. Và rất nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic karaoke, hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan con này. Đấy. Con này thì dây của nó thì sẽ dài khoảng là từ 4 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét và đều là hàng made in Japan nhá. Đấy, made in Japan con này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Từ dây đến mic đều là hàng made in Japan hết nhá. Đây, Tomahawa made in Japan. Đấy, thân mic các thứ cực kỳ là dày dẫn chắc chắn đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Nó chỉ có cho các bác là 230.000. Đây. Đấy, đầu mic đầu miếc này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn.
Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000 cho một con mic dây Nhật thế này. Dây dài đến 4 đến 5 mét, cuối năm rồi, chuẩn bị đến mùa karaoke. Các bác có thể mua để mình hát karaoke nghêu ngao rất là hay luôn. Giá chỉ có 230.000 cho các bác thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhé. Đấy, đây nó sẽ là một con ấm pha trà với dung tích là 1 lít. Dán lên cái này nào. Dung tích là 1 lít nhá. Đấy, ấm pha trà. Bỏ thành cái nạo 3 món với con dao ra đây luôn. Đấy, ấm pha trà nhá, dung tích là 1 lít và con này thì màu của nó là màu đen rất là đẹp luôn. Màu đen rất là đẹp các bác ơi. Đấy. Kia con dao hộp đen này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó 1 lít, bên trong của nó là inox 316 nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm lọc như này. Đấy, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt, các bác có thể bỏ vào đây hoặc là các bác có thể bỏ trực tiếp vào, tại vì cái này nó đã qua cái lọc này, khi nó rót nó cũng qua cái lọc này nhá. Và khi rót này các bác bóc cái lẫy này cho em này, nó rất tiện ích luôn. Một con ấm pha trà như này, dung tích của nó là 1 lít, giá thì chỉ có 110.000 thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Ở đây nó sẽ là một con nạo 3 món như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 món. Đây, 3 món như này. Đấy, 3 món như này nhá, rất là hữu ích luôn. Một con nạo dọc này. Đấy, một con nạo dọc. À, một con nạo ngang như này. Và con này nạo dọc có hai lớp luôn. Hai đầu, một đầu là nạo vỏ, một đầu là nạo sợi này. Và một cái con dao nhọn như này. Các bác có thể dùng để nhổ lông gà này. Đấy, hoặc là các bác dùng để mình làm lòng gà, lòng cá cũng rất là ngon. Thì cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá, 25.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ nạo 3 món, giá chỉ có 25.000. Bây giờ bình thường nếu các bác đi mua một cái nạo bình thường thôi, nó cũng đã phải mất vài chục nghìn rồi. Đấy, thế mà đây 3 món như này, cả nạo cả dao là đánh vẩy cá rồi kẹp cua ghẹ các kiểu con đỉa điều như này. Đấy, đánh vẩy cá rồi vệ sinh như này. Mà giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác dùng nó rất là tiện, cuối năm rồi thì các bác sắm đồ trong gian bếp nhà mình rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, hàng của Nhật mà giá chỉ có 25k thôi. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho con nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Wattbo đây. Đấy, Wattbo, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, Japan con này. Đó, con này thì siêu bén luôn, không cần dọc giấy đây, em dọc trực tiếp dưới bóng cho bác xem này. Đấy, rất là bén nhá các bác, theo siêu bén luôn. Đó, chiều dài của nó là 20 cm. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000. Bỏ vào trong tí, 70.000 cho con dao gọt như này nhá. Lên trên là gọt 2, giá sẽ là 70k. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con dao đây, đó là con dao vân gỗ nhá. Con dao vân gỗ như này, con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, dao thái vân gỗ nhá. Đấy, con này thì hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và con này cũng rất là bén luôn, đây để em sẽ dọc dây bóng cho các bác xem. Đó, con này thì cũng siêu bén luôn các bác này. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130 cành thôi, 130.000. Đấy, dao rất là bén luôn, dọc dây bóng được như này là các bác biết rồi. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, hàng của Nhật nhá, made in Japan như này. Đấy, dao thái vân gỗ rất là ngon luôn. Đấy, siêu sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Dao thái vân gỗ này, lên cho em là thái vân gỗ nhá. Thái vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k. Chiều dài của dao khoảng 30 cm và bản của dao thì khoảng 4 cm thôi nhá. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello. Vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại, lợi hại hơn xưa, giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá. Bộ cưa kéo, cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhé. Combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một. Và cũng có bán lẻ luôn nhé. Đấy, thì
Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70.000 cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn các bác nhá. Đó, tỉa dăm. Đây con này. Đấy, tỉa dăm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa dăm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50.000 này, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách. Giá sẽ là 40.000. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy, thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá, 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bông như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bông như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bông như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp như này nhá. 50 cành cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo, giá sẽ là 160 cành nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi, ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến các bác xua tay đuổi đi các bác nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái ổ điện xanh này. Con này thì giá sẽ là 55.000 nhé. Lên cho em là ổ xanh nhé. Ổ xanh giá của nó sẽ là 55.000 thôi. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng nó rất là hữu ích. Đầu tiên của nó ưu điểm là có công tắc đóng ngắt này, có 6 ổ cắm liền mà có những cái chân khó này. Ngoài ra sẽ có 3 chân USB như này, thì các bác có thể dùng để mình cắm các loại thiết bị như là bóng LED, đèn nháy, rồi các cái loại thiết bị chuyên dùng cho chân USB thì nó rất là tiện, và có 3 chân liền thì các bác cắm rất là nhiều thứ luôn. Đấy, các cái LED nháy rồi sao rồi, nói chung bây giờ các thứ nó đều dùng cái chân USB này hết thì rất là tiện nhá. Dây dài khoảng 1 mét nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đó, đây. Sử dụng bình thường nhá, có đèn báo này, tắt đi là đèn sẽ tắt này.
Đó, đèn tắt nhá. Đó, và bật lên thì đèn nó mới lên. Đó, đây, tắt đi này, bật lên là đèn đỏ này. Ở đây thì nó sẽ kèm dây khoảng là 1 mét nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho bác hai cái dây sạc này. Nó sẽ có là sạc béo và sạc gầy. Đấy, sạc béo và sạc gầy. Đấy, con to này sẽ là sạc béo và con bé này sẽ là sạc gầy nhá. Đấy. Con to này thì nó sẽ là bằng cao su này, bằng cao su rất là dai và chắc luôn, và con nhỏ này thì nó sẽ là bằng sợi dù như này. Đó. Thì con sạc béo là 50.000, con sạc gầy là 30.000. Ở đây thì của nó sẽ có cho các bác là 3 chân như này. 3 chân như này thì các bác có thể cắm iPhone, Samsung, Type-C đều được hết nhá. Đó, cái này thì em bán rất là nhiều rồi và giới thiệu nhanh thôi. Và đây là cái chân cắm USB của nó thì nó sẽ có đèn báo luôn nhá. Đấy. Riêng cái con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo cho các bác này. Đây, có đèn báo sáng như này để các bác biết được rằng là đang có điện nhá, đang có điện như này các bác này. Đấy. Ưu điểm của nó là có đèn báo sáng như này thì nó rất là tiện ích để các bác sử dụng được luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Sáng cả ở đầu và có cả đèn tia như này, rất là tiện. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này là 50.000 này. Đấy, còn con này là sạc gầy này. Sạc gầy này của nó thì nó sẽ là 30.000. Đấy, các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Béo thì lấy mà gầy thì lấy các bác nhá. Đấy. Có công tắc đóng ngắt này, rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy xay khô nhá. Máy xay khô như này. Bỏ tránh cái máy trên kia con đó. Đấy, đây là cái máy xay khô như này nhá. Đấy, con này thì xay cực kỳ là khỏe luôn. Khỏe chắc chắn và cái nắp của nó là cái lẫy luôn, cho nên khi các bác lắp là đúng nắp như này chưa. Đấy. Con này thì của nó các bác dùng chuyên để xay bột này, xay tiêu, xay điều, xay đỗ, xay lạc đều ok hết nhá. Các bác xay các cái loại hạt ngũ cốc đều ok. Đấy, cắm sử dụng điện 220V cho em. Đây, cắm này. Được không? Đấy nhá. Em sẽ xay gạo cho bác xem này. Được không? Máy thì chạy rất là khỏe ạ. Máy chạy rất là khỏe đây. Đây. Em xay gạo các bác này. Đấy, đây. Hạt gạo em xay con tí mà nó nhỏ tăng như này các bác này. Đó. Rất là tiện nhá. Các bác có thể dùng để mình xay bột này, làm bột cho trẻ em này, hoặc là xay cà phê, xay ngũ cốc này, xay tiêu, xay điều, xay các loại hạt đều ok hết nhá. Đấy, con này thì nó chuyên dùng để xay các loại hạt rất là ok luôn. Đấy. Các bác lên cho em là máy xay khô nhá. Đấy, xay cà phê, xay các loại hạt đều ok. 250W sử dụng điện 220V 50Hz này. Đấy, xay cà phê này, xay ớt này, xay tiêu, xay điều này, xay các cái loại xay cho em. Đấy, lên cho em là máy xay khô nhá. Máy xay khô nhá, máy xay khô. Giá của nó sẽ là 120k, 120.000 cho một em máy xay khô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu. Con này thì đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy, cuối năm đến nơi là các bác chiên rán nem rồi cá tôm tép thì các bác dùng con này chưa, rất là tiện. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái khay đỡ như này, một khay bỡ này các bác đặt lên đây chưa. Đó. Và con chảo này thì có tráng đá chống dính nhá, có tráng đá chống dính như này thì rất là tiện. Các bác có thể dùng để mình đường kính của nó là 20cm, các bác có thể dùng để mình chiên tôm này, chiên bánh này, chiên cá này. Đấy, rất là đa di năng luôn. Hàng của Nhật nhá, đường kính là 20cm như này. Các bác lên cho em là chảo chiên ngập dầu. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con chảo chiên ngập dầu như này. Đấy, đường kính là 20cm và độ lòng sâu của nó thì khá là sâu luôn nhá, khá là sâu luôn. Thì các bác có thể dùng để mình chiên rán rất là tiện, đặc biệt là các bác chiên ngập dầu thì rất là ok. Đấy, lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy. Chảo chiên ngập dầu, giá của nó sẽ là 100k nhá. Chảo chiên ngập dầu này, giá sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây tắm nhá, dây tắm bằng cao su như này. Đấy. Thì nó sẽ là bằng cao su non mềm như này. Khi các bác cầm thì mình cầm hai tay như này, mình có thể kỳ cọ lưng này, tay chân, rồi nói chung là đa di năng được hết luôn. Một mặt là nó sẽ là mặt bi như này và một mặt là bông tăm như này. Đấy, sợi tăm như này các bác dùng để massage cho cơ thể rất là tốt. Thì con này các bác lên cho em là dây tắm, chiều dài của nó vào khoảng là đi 60cm. Giá sẽ là 25k cho một cái dây tắm như này. Đấy, 25.000 các bác nhá, 25.000. Rất là tiện luôn, cho xà bông ở đây bằng cao su non mềm êm, massage cho cơ thể tốt. Và các bác treo lên cái là nó khô ngay. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái này thì nó là cái này nó gọi là cái gì? Cái này các bác lên cho em là tấm cọ lưng nhá, tấm cọ lưng. Ở đây thì nó sẽ là một cái tấm cọ lưng như này và các bác có thể dán lên tường gạch men hoặc là để dưới nền đất để các bác kỳ cọ chân này, tay này, lưng đều được hết nhá. Giá rất là tiện và rất là tiện ích cho bác luôn. Con này giá bao nhiêu đấy? 50k nhá, lên cho em là tấm cọ lưng, giá sẽ là 50k cho một con tấm cọ lưng như này. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Các bác dùng để kỳ cọ lưng rồi tay chân đều được hết nhá. Đây, đấy, rất là tiện. Để bên dưới đất thì mình đánh rửa chân này, còn các bác dán lên tường thì mình tấm cọ lưng dán tường nhá. Cái này các bác dùng để dán tường mà, lên cho em là tấm cọ lưng dán tường, giá sẽ là 50.000. Đó. Thì các bác dán lên tường sau đó thì mình kỳ cọ lưng, tay chân đều được hết nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá. Đấy. Mùa đông lạnh giá như này, các bác có thể dùng để mình giữ đi để giữ ấm này, hoặc là đi trời mưa này. Trời mưa thì các bác đi ví dụ như là mình đi giày dép mà muốn bảo vệ giày dép của mình
đặc biệt là các bác tham gia giao thông bằng xe máy nhá, bằng xe máy mà trời mưa ướt át thế này thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường cho em, sau đó thì mình xỏ cái ủng này vào. Đó, con này thì chống nước mưa rất là tốt luôn, chống nước mưa rất là tốt. Đấy, các bác có thể đi vào các cái vị trí lầy lội rồi nước mưa nước biếc đều ok hết nhá. Giá thì các bác lên cho em là ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100 à? Giá sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. 100k trong con ủng đi mưa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này nó rất là tiện ích như này các bác này. Đấy, đi vào này mình có thể sử dụng này, mình đi trời mưa này rất là tiện luôn nhá. Đó. Đặc biệt là bác nào hay tham gia giao thông bằng xe máy thì dùng con này cho em. Hoặc là đường quê lầy lội hoặc các cái vị trí nào mà bị lầy lội đấy, đi ô tô xe máy như này, các bác có thể sử dụng rất là tiện nhá. Đó, bỏ ra giày khô ráo thoáng mát cho các bác luôn. Giá thì bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 thôi. Đấy, chống nước cực kỳ là tốt nhá, rất tiện ích cho các bác sử dụng. Giá thì là 100.000, đấy rất tiện luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái cà lê đỏ 8 đầu nhá, cà lê đỏ 8 đầu. Đấy, các bác lên cho em là cà lê đỏ 8 đầu, con này thì giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Nó sẽ là có 8 số cho các bác luôn. Mỗi đầu này của nó thì nó gọi là hai đầu và nó sẽ có 8 số nhá. Đấy, nó sẽ là có là 8, 10, 12, 13. Đấy, và bên này thì sẽ là 14, 16, 17, 19. 14, 16, 17, 19. Và nó sẽ có 8 đầu luôn. Đấy, 8 đầu như này thì các bác dùng được 8 loại ốc nhá. Dùng được 8 loại ốc và rất là tiện. Lên cho em là cà lê 8 đầu nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con cà lê 8 đầu như này. 100.000 cho một con cà lê 8 đầu thôi. Con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày, sửa chữa, lắp ráp. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy vắt cam. Thì con này rất là tiện ích rồi. Xin lỗi các bác là vắt cam bằng tay nhá, vắt cam bằng tay. Thì giá thì chỉ có 50.000 cho con vắt cam bằng tay này thôi. Đấy, các bác chuyên dùng để mình vắt cam. Mùa này đang là mùa cam rất là sẵn này các bác này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng luôn. Đó, về thì mình chỉ bổ đôi quả cam ra, đưa tay vào mình vắt là xong. Đó, nước ra đây thì mình có thể uống trực tiếp, tại vì nó đã lọc hết cặn bã và hạt thiết ở trên này rồi. Mình chỉ cần rửa qua đi là xong, rất sạch sẽ, bằng inox sáng bóng đẹp. Mà giá thì chỉ có 50.000 thôi. Lên cho em là vắt cam bằng tay nhá. Bên shop có cả loại bằng máy, còn con này là vắt cam bằng tay. Đấy, vắt cam bằng tay giá sẽ là 50k. Vắt cam bằng tay này. Vắt cam bằng tay giá của nó sẽ là 50k cho một con vắt cam bằng tay như này. 50.000 thôi, rất tiện ích luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đấy, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng của nó là lên tới 93% này. Đấy, chuyên làm trắng răng, hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Giá thì sẽ là 40.000 cho một lọ kem đánh răng Hàn Quốc như này. Giá sẽ là 40k nhá. Giá rất là tốt cho bác luôn. Dung tích của nó thì nó sẽ là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và dung tích của nó sẽ là bao nhiêu đây? Đấy, của nó sẽ là 120g nhá, 120g. Đấy, 120g cho một lọ kem đánh răng của Hàn Quốc như này. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng chuyên lên tới 93% luôn, chuyên làm trắng răng. Giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật nhá, đài FM của Nhật. Đó. Một con đài FM như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đấy, khi các bác sử dụng thì để cho em chế độ FM này, bật cái chế độ nguồn này lên này. Đấy. Sau đó thì các bác kéo anten lên là mình sử dụng được thôi. Đó, đây. Sau đó thì các bác dò bên này cho em nhé. Đầu tư kỳ vọng. Đấy. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022 và thực hiện điều chỉnh tăng giảm vốn đầu tư của 32 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 393,8 triệu đô la Mỹ và 8.427,6 tỷ đồng, bằng 95% và 69% so với cùng kỳ. Bên cạnh các hoạt động xúc tiến tại chỗ. Đấy, các bác nghe hay không? Đấy, tiếng nó đúng như tiếng đài FM luôn các bác nhá. Nghe rất là hay. Đấy. Tiếng rõ, tiếng nghe đúng như tiếng đài FM luôn, rất chuẩn xịn sò các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 260.000 bao ship tận nhà. Lô này là về nó sẽ có cả đồng hồ cho các bác luôn về nhà. Các bác tháo cái lẫy bông này cho em để mình sử dụng đồng hồ này. Đấy, có thể cắm jack 3.5 này, rồi cắm thẻ nhớ, cắm USB này và chân này chân sạc vào nhá. Nó có sẵn cho các bác là một cái dây sạc luôn và sẵn pin rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lắp thêm pin bủng gì vào nữa nhá. Giá sẽ là 260.000, nghe tiếng hay như đài FM luôn. Đó, lên cho em là đài FM nhá. Đài FM. Giá sẽ là 260k bao ship tận nhà cho các bác luôn. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê và pha các cái loại đồ uống đều ok hết nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái quả pin con thỏ nhỏ và đít này cho em. Ở đây nó sẽ sử dụng
hai viên pin con thỏ nhỏ các bạn. Đấy, lắp cho em hai viên pin con thỏ nhỏ vào đây là mình dùng thôi. Một đôi pin như này các bác phải dùng cho em là cả nửa năm mới hết, tại vì con này nó dùng nó rất là mất ít pin. Đấy, và các bác chỉ cần nhấp này là nó sẽ quay thôi. Ở đây thì các bác dùng để pha trà, pha cà phê, ở đây nó sẽ có cái hạt nam châm từ trường nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Pha cà trà, pha cà phê ngũ cốc rất là ngon, dung tích của nó thì vào khoảng là đi 380 ml các này, 380 ml. Đấy, lên cho em là cốc tự khuấy, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây sạc của iPhone nhá. Đấy, các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, bao gồm cho bác là một dây như này, một củ một dây như này. Giá sẽ là 60.000 thôi. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 60.000 một củ một dây luôn nhá, giá 60k. Đó, còn bên shop về cho bác cái củ sạc iPhone đa năng thì nó cũng là dòng của iPhone Pro đây, 13 Pro. Cái này thì nó chỉ có củ kèm dây thôi. Chỉ có củ để cắm thôi chứ còn không có dây sạc. Về nhà các bác mua thêm dây sạc hoặc dùng cái dây của mình, hai chân USB, hai chân Type C, tha hồ thoải mái cho các bác dùng các cái thiết bị luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 thôi. Con này thì các bác lên cho em là củ sạc iPhone nhá. Đấy, củ sạc iPhone giá sẽ là 80k ở củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Còn cái con này thì các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Em lên cho bác cái mã đầu tiên đó là đũa Nhật nhá, thì bên shop về đặt này nó sẽ có thêm một mẫu nữa đó là đũa cô gái Nhật nhá. Đấy, hàng này thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Đây, đũa cô gái Nhật này, hàng rất là cao cấp cho các bác luôn. Và hàng này thì nó sẽ là nguyên vỉ nhựa như này. Đấy, nguyên trong một cái vỉ nhựa như này. Dòng này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá, 50k cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 10 đôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, bằng sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy, hàng thì nó sẽ là 50.000 cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Ngoài ra thì bên shop vẫn về cho các bác cái mẫu đũa Nhật bình thường nhá. Đấy, đũa Nhật bình thường đây. Đấy, đũa Nhật bình thường thì cũng một vỉ là 10 đôi nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ như này, bao gồm cho các bác là 10 đôi. Đấy. Thì bên shop sẽ có hai mẫu, một là mẫu đũa Nhật thường, hai là mẫu đũa Nhật cô gái nhá. Đấy, đũa Nhật cô gái. Mẫu đũa Nhật thường như này thì giá của nó sẽ là 40.000. Đấy. Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đấy. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em là mẫu là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái, giá sẽ là đũa cô gái này, cũng là đũa của Nhật luôn. Đũa cô gái, giá sẽ là 50.000 cho một vỉ 10 đôi. Thì các bác lấy mẫu nào thì lấy nhá. Đấy, mẫu nào thì lấy. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con máy cạo râu như này. Phần sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một máy này. Đấy, một máy và có cái chân sạc liền như này, các bác chỉ cần đẩy ra là sạc thôi. Rất là tiện ích nhá, đẩy ra là sạc này. Và có sử dụng cho các bác là cái đầu tăng đơ, thì đây là cái đầu tăng đơ nhá. Đầu tăng đơ này thì các bác có thể dùng để chấn viêm này, hoặc là cạo râu, râu dài thì các bác cạo đi, sau đó thì các bác gạt cái này xuống này. Gạt cái này xuống thì mình dùng mình cạo râu như bình thường. Đây là cái phần cạo râu này. Để các bác xem em cạo nhá. Đấy, các bác xem râu có đứt này. Đấy, các bác nghe tiếng râu có đứt chưa? Đó. Râu đứt xèo xèo đấy các bác. Đó. Đây, đấy, và cạo xong thì các bác xem cái râu nó ở trong các bác này. Đấy, đây. Đấy, râu nó vừa đứt ở trong này các bạn này. Đây. Đấy, râu nó vừa đứt đây này. Đây các bác thấy không? Đó. Đây. Râu nó vừa đứt ở trong đây. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 nhá. Con này thì sạc điện 220V luôn, công suất của nó là điện 220 50Hz và 3W nhá. Bên shop có bán kèm thêm cả màng cả lưỡi luôn. Đây là cái lưỡi này, còn đây là cái màng này. Đó. Cả màng cả lưỡi thì giá sẽ là 30.000 cho một bộ màng lưỡi như này nhá. Các bác có thể mua kèm cả màng cả lưỡi nữa. Còn bên shop đang bán là 90.000 cho một con máy cạo râu như này, hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đó. Zandu, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho con máy cạo râu Zandu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi nối nhá. Cái vòi nối này thì nó rất là tiện để các bác có thể là đưa vào các cái vị trí chậu rửa bát, chậu rửa mặt, hoặc là nói chung là các cái vị trí đa tính năng đều được hết. Đấy, có thể ngoắt nhéo như này để mình đưa vào các cái vị trí đều được hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 40.000 cho một con vòi nối như này thôi. Giá của nó sẽ là 40k nhá, rất tiện ích luôn. Thì nó sẽ có đầu vòi hoa sen và đầu vòi một ống như này,
vòi ống và vòi hoa sen các bác tùy chỉnh ở đây, và các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu vòi nước nhà mình thôi, có thể ngoắt nghéo này đấy, điều chỉnh vặn đi vặn lại như này rất là tiện. Thì lên cho em là vòi nối, giá của nó sẽ là 40.000 cho một chiếc vòi nối như này thôi nhá, 40k cho một chiếc vòi nối như này, thì rất là tiện để các bác sử dụng trong sinh hoạt rửa ráy cái thứ hàng này, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là vòi nối nhá, vòi nối giá của nó sẽ là 40k một chiếc nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sạc béo này, nó sạc béo dây dài khoảng tầm là 1 mét nhá, và dây của nó là dây cực kỳ to luôn, dây to khủng bố luôn các nhá, dây to rất là to các bác này. Đấy, rất là to như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Ưu điểm của con này là dùng không sợ bị đứt này, và nó sẽ có cho các bác là đèn báo luôn, có đèn báo ở đây, và nó sẽ có cho các bác là ba đầu sạc này, Samsung, iPhone và Type C đều được hết nhá, rất tiện ích luôn. Thì giá sẽ là 50.000 cho một cái dây sạc béo như này đấy, các bác lên cho em là sạc béo giá sẽ là 50k, có hai đầu sạc, dây dài tầm khoảng 1 mét, rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là sạc béo này, sạc béo giá của nó sẽ là 50k một chiếc, 50.000 cho một chiếc sạc béo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm hàng Tết nhá, đó là cái bịch táo khô này. Bịch táo khô thì các bác có thể dùng để mình ngâm rượu này, ngâm rượu này ăn trực tiếp này, hoặc là các bác có thể sắc nước, sắc lên để lấy nước uống cũng rất là tiện ích luôn. Một bịch này của nó thì từ 800g đến 1kg nhá, giá thì chỉ có 100k thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là 100k, lên mã giúp cho em đó là táo khô nhá, táo khô 100.000. Ngoài ra thì bên shop về các bác cái nho khô nhá, nho khô sẽ là 90.000 cho một hộp như này. Dòng này thì sẽ là đựng trong hộp như này. Chú nho của nó thì cực kỳ là đẹp luôn các này. Đấy, nho rất là đẹp nhá. Hạt to đẹp. Đấy, đều màu tự nhiên, không tẩm màu, không hóa chất nhá. Cái nho khô này thì nó sẽ là hàng của tập đoàn Samsung nhá. Đây, hàng của tập đoàn Samsung chỗ này. Đấy, đây. Tập đoàn Samsung kết hợp với các cái công ty dược phẩm, công ty cây trồng của Hàn Quốc để sản xuất ra cái nho khô như này, cực kỳ là an toàn và chất lượng luôn. Đây, logo của Samsung các bạn này. Đó. Giá thì sẽ là 90.000 nhá. Lên cho em là nho khô, giá sẽ là 90.000. Đấy, còn cái táo này thì nó sẽ là táo của Nhật nhá. Táo của Nhật, con này thì đấy, nó sẽ vào khoảng từ 8 lạng đến 1 cân và giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn, giá rất hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ lưỡi kem nhá. Đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bộ của nó sẽ là 30 lưỡi như này các bác này, 30 cái lưỡi như này. Đó, kèm thêm cho các bác là một bàn cạo và một cái hộp kem để các bác bôi cho nó khỏi rát trước khi cạo nhá. Đấy. Thì giá thì có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, một bàn cạo một lưỡi. Đấy, một bàn cạo và bộ 30 lưỡi. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Cả bàn cạo cả lưỡi kem như này mà giá chỉ có 60k thôi nhá. Giá rất là tốt để gửi tới các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đấy, các bác có sử dụng cả năm luôn với hết được cái bộ này các bác nhá. Đấy. Dùng cả năm xem, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một bộ lưỡi kem như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc nhá. Ấm siêu tốc hàng của thương hiệu Cucu. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là đây. Đấy. Công suất của nó sẽ là 220V. Điện 220V 1500W, 2 lít rưỡi nhá. 2 lít rưỡi. Đấy, đầy đủ các cái thông tin cho bác luôn, ấm Cucu nhá. Đây, Cucu này. Đó. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Cucu nhá, ấm siêu tốc Cucu. Đấy, của Hàn Quốc nhá. Đấy, ấm siêu tốc Cucu của Hàn Quốc này. Đấy, 2 lít rưỡi, 1500W, sử dụng điện 220V. Giá thì sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một cái ấm siêu tốc này thôi. Giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá. Máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Đó, đây, hàng của thương hiệu Philips, công suất là 3000W, sử dụng điện 220V. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng Nhật xuất nhá, Philips của Nhật. Đó. Nóng cực kỳ là nhanh luôn, nóng nhanh, bền đẹp chắc chắn, giá thì rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc này. Đó. Máy sấy tóc giá sẽ là 130k một chiếc, giá siêu hạt rẻ luôn. Con này thì bên shop bán siêu nhiều rồi,
Đấy, giá rất hợp lý luôn, dùng cực kỳ là ngon, bán rất là nhiều và không hề có lỗi lầm gì cả nhá. Rất ngon, rất tuyệt vời cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái mã dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này. Đấy thì bây giờ giá cái này bạn. Mã dao dọc giấy này. Ở đây thì một chiếc này của nó sẽ là 15.000. Lấy băng dính dán vào. Một chiếc này là 15.000 và bên em bán theo combo là 3 chiếc thì sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, combo sẽ là nếu mà các bác mua từ 3 chiếc trở lên thì sẽ là 10.000 một chiếc. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác là 10.000 một chiếc. Đấy, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, có kèm lưỡi cho các bác luôn, về việc chỉ việc sử dụng thôi. Giá sẽ là 15.000 một chiếc là mua lẻ, còn mua combo 3 chiếc thì giá của nó sẽ là 30.000. Rồi. Hello các bác nha, này thì em sẽ có một số cái mã dây điện lên thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, thì các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó. Đây là cái dây nguồn đen các bác này. Đấy, các bác lên cho em là dây nguồn đen nhé. Cái mã số 1 này thì cái này thì các bác lên cho em là mã số 1 này. Sang lấy cho anh ít cái giấy in ra đây để em dán vào thì biết được. Cái này thì các bác lên cho em là dây nguồn đen nhá. Thì em lên nó sẽ là mã số 1 này. Mã số 1 sẽ là 250.000. Con này thì dây của nó dài khoảng từ 2 đến 3 mét và dây của nó sẽ là dòng dây 3 lõi như này. Thì về nhà các bác sử dụng 2 lõi, còn một lõi là nó là dây âm thì các bác bỏ qua. Đó, dây âm nó sẽ là cái dây màu xanh này các bác này. Còn các bác thích đấu tiếp âm gì đấu, hàng của Nhật thì nó thường hay có tiếp âm. Đây, dây của nó dây rất là to. Giá thì sẽ là 250.000 và bên em bao ship cho các bác nhá. Mã số 1 250.000 này. Đấy. Tiếp theo em lên cho bác cái mã số 2 này. Con này là 230.000, bật anh cái quạt mình ơi. Đấy, con này thì nó cũng dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá. Dài khoảng từ 2 đến 3 mét. Đấy, cái này thì em không đo chính xác đâu. Mà lên cho em là mã số 2 này. Con này sẽ là 230k. 230.000 cho con mã số 2 như này nhá. Đấy, dây nguồn đen các nhá. Dây nguồn đen, mã số 2. Tiếp theo thì còn một cái mã nữa đây. Đấy thì mã này sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3. Dây cũng dài từ 2 đến 3 mét này. Dài từ 2 đến 3 mét thế này. Đấy, khoảng 3 mét thôi nhá, khoảng 3 mét. Đấy, và đầu cắm đây, đầu cắm của nó đây các bác này. Con này thì dây 2 lõi, con này thì có 2 lõi thôi. 2 lõi. Các bác lên cho em là mã số 3 nhá. Mã số 3. Con này thì bên shop cũng gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho con mã số 3 như này nhá. Đấy. Lên cho em là mã số 3, giá của nó cũng là 230.000. 230.000 cho con mã số 3 như này nhá. Lên cho em là mã số 3. Giá sẽ là 230.000. Đó, 230.000 thì là bên em sẽ bao ship cho các bác luôn. Đó, mã số 3 này. 230k nhá. 230k cho cái mã số 3 như này. 230k. Đó, 230.000 cho cái mã số 3 này nhá. Con này thì dây 2 chuẩn 2 lõi luôn. Lõi khá là to luôn nhá. Dòng này đều là dây cắt máy của Nhật hết nhá. Dòng dây cắt máy của Nhật hết. Đó. Tiếp theo thì sẽ là mã số 4 này. Mã số 4 này. Đấy. Mã số 4 này thì con này thì con này thì nó sẽ là 220.000 nhá, 220.000. Con này thì nó cũng là dòng dây 2 lõi, nó sẽ nhỏ hơn con kia một chút nhá. Đấy, nhỏ hơn con kia một chút, cũng là ổ cắm như này. Dây 2 lõi. Lên cho em là mã số 4 nhá. Mã số 4 là 220.000. Đấy, con này thì lên cho em là mã số 4 này. 220k nhá. 220k cho cái mã số 4 như này. Đó, 220.000. Tiếp theo thì lên cho em mã số 5. Con này thì dây dài khoảng 3 đến 4 mét nhá. 3 đến 4 mét, nói chung là có thể là 5 mét, em cũng không đo đâu. Cái này thì em sẽ ướm theo cân nặng thôi. Đấy, em tính theo cân nặng cho nên là em sẽ ướm theo cân nặng để em bán. Cái mã này sẽ là mã số 5 nhá. Mã số 5. Giá sẽ là 260k nhá. 260k cho một cái mã số 5 như này các bác này. Đó, 260.000 cho cái mã số 5 như này. Đó. Tiếp theo là cái dây này thì nó sẽ là mã số 6 nhá. Mã số 6 này, các bác lên cho là mã số 6. Con này thì giá của nó sẽ là một con như này, mã số 6 này giá của nó sẽ là 190.000 nhá, 190.000 cho con mã số 6 như này. Lên cho em là mã số 6 này. Giá sẽ là 190k nhá. Đấy, số 6. Giá sẽ là 190k, 190.000 cho con mã số 6 này. Dây dài cũng khoảng là từ 3 đến 5 mét và có hai lõi như này nhá, hai lõi. Đây, dây hai lõi như này. Đấy. Mã này là mã số 6 này.
Tiếp theo thì lên cho em cái mã này, nó sẽ là mã số 7 này. Mã số 7 này thì con này nó sẽ là 190.000 nhá. Đấy, 190.000 cho con mã số 7 này. Con mã số 7 này thì dài hơn. Con này thì nó sẽ vào khoảng là đi 5 m 4 5 m các bác nhá. Con này khá là dài luôn. Con này sẽ là 210.000 và bao ship cho bác luôn. Mã số 7 nhá, 210.000. Đấy, mã số 7 210k nhá. Mã số 7 này, 210.000 này. Đó, đây. Các bác cần xem chi tiết hơn thì cứ kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi mẫu cho các bác xem chi tiết luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một số cái mã ổ này. Đấy. Ổ thì nó sẽ là, em lên cho các bác cái sẽ là ổ H này. Đấy, đầu tiên nó sẽ là H1 nhá. H1 là 130.000 này. Đấy. 1 1 2 3 4 5 6 6 ổ cắm có công tắc đóng ngắt nhá. Mã H1 này 130.000. Sao thế? H1 130.000 này. Tiếp theo là đến mã H8 này. Đấy, H8 nhá. H8 con này là 140k nhá. 140.000 cho con mã H8 như này. Đấy, 1 2 3 4 5 6 ổ cắm luôn. Dây dài thì khoảng là 1 m khoảng là 2 m các bác nhá. Dây dài khoảng 2 đến 3 m. Đó. 2 đến 3 m dây dây này của nó là dây 2 chấm khá là to đấy. Dây này dây 2 chấm to nhá. Thao thoải mái sử dụng luôn. Mã này sẽ là mã H8 này. 140.000 này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái mã, đó là cái mã H10 nhá. H10 cũng 140.000 luôn. Nó sẽ 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm có một công tắc nhá. Con này thì nó sẽ là 1500W. Dây của nó sẽ là dây 2 chấm nhá, dây 2 chấm như này. Lên cho em là H10 nhá. Đấy, con này lên cho em là H10. Giá sẽ là 140.000 cho con H10 như này. Giá rất hợp lý thôi, giá thanh lý cho các bác, giá hợp lý luôn. Đấy, tiếp theo thì con này thì các bác lên cho em là H11 nhá. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm. Đấy, lên cho em là H11, dây dài khoảng 2 m. Dây của nó cũng là dây tầm khoảng chấm rưỡi đến 2 chấm gì đấy, dây khá là to luôn. Đây, đầu cắm này. Và con này có 5 chấm hít này, có khóa luôn. Giá sẽ là lên cho em là H12. Giá sẽ là 160.000 nhá, 160k. Đó, H12 160.000 này. Đó. Dây cực kỳ dài luôn. Khoảng 2 m. Hàng của thương hiệu Z nhá, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đây. Con này thì sẽ là H13. Con này thì sẽ là 180.000. Dây của nó thì dài khoảng từ 3 đến 5 m nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 5 m. Đây. Dây của nó sẽ là dây 1.8 các bạn, dây 1.8. Dây này thì khoảng 3 4 m thì đấy. Và nó sẽ có cho các bác 6 ổ cắm như này. Lên cho em là H13 nhá. H13 này, 180k nhá. 180k cho con H13 như này. 180.000. Lấy ghế đi, lấy ghế đi. Tiếp theo là H14 nhá. Đấy. H14 này. Đấy. Hàng made in Japan cho bác luôn. Đấy, dây rất là to này. Dây to lắm. Con này dây thì khoảng từ 2 đến 3 m. H14, lên cho em là H14. Con này thì giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k. Giá thanh lý cho các bác luôn, 160.000. Dây cực kỳ là to luôn, có 3 ổ cắm như này, có đèn báo này. Đấy. Đều sử dụng điện 220 hết nhá. H14 này. Tiếp theo thì em lên cho một các bác một mã nữa. Đó sẽ là cái mã đây. Con này thì nó sẽ có 3 ổ cắm như này, 1 2 3 ổ cắm này. Dây khá là dài luôn. Đó. Con này các bác lên mã giúp cho em đó là H15 nhá, H15. Giá sẽ là 100k. Đó, H15, giá sẽ là 100k nhá. H15 này. Giá là 100k. 100k, dây dài khoảng từ 2 đến 3 m. Dây này của nó sẽ là dây 100k, dây này của nó sẽ là dây dài 2 đến 3 m nhá. Dây khoảng 1.8 gì đấy các nhá, rất là to luôn. Rồi ok.